Hello, xin chào các bạn. Đây là video thứ 18 và trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học về 9 giới từ có thể vừa đi với dative vừa đi với accusative trong tiếng Đức nhé. Bài của mình sẽ cùng những phần như sau. Phần thứ nhất, 9 giới từ đó là những giới từ nào? Chúng ta sẽ cùng xem nghĩa của 9 giới từ. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ xem là trong trường hợp nào thì các bạn sẽ sử dụng accusative và trong trường hợp nào thì các bạn sẽ sử dụng dative với những giới từ này. Phần thứ ba mình sẽ có một số lưu ý về một số trường hợp đặc biệt khi liên quan đến chính cái giới từ này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Ngoài trời đang mưa hơi to một chút cho nên các bạn sẽ cảm thấy video này hơi ồn. Nếu có như vậy thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chính giới từ có thể vừa đi với accusative vừa đi với dative ở trong tiếng Đức nhé. Giới từ in. In có nghĩa là ở trong. An. An có nghĩa là sát cạnh bên. Giới từ auf. Auf có nghĩa là ở trên và có sự tiếp xúc bề mặt. Unter. Unter ở dưới. Über. Über ở trên và không có sự tiếp xúc bề mặt, chúng ta có thể hiểu đây là ở phía trên. Vor. Vor ở đằng trước. Hinter. Hinter đằng sau. Neben. Neben cạnh bên nhưng không có tiếp xúc. Và cuối cùng là zwischen. Zwischen. Các bạn chú ý phát âm từ này, nó có chữ SCH ở giữa cho nên chúng ta sẽ đọc là sh. Zwischen ở giữa. Khi học giới từ thì các bạn nên học theo cặp, các bạn sẽ cảm thấy nó dễ nhớ hơn rất nhiều. Đầu tiên là giới từ in thì nó là ở trong, rất giống tiếng Anh cho nên là chắc chắn là sẽ dễ nhớ lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có auf là ở trên và über là ở phía trên, sẽ đối với unter ở phía dưới. Vor đối với hinter. Các bạn lưu ý an và neben đều là bên cạnh, nhưng an có nghĩa là cạnh bên có tiếp xúc và neben có nghĩa là cạnh bên không tiếp xúc. Trong phần sau mình sẽ lấy những cái ví dụ cụ thể hơn thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần tiếp theo, đó chính là khi nào để các bạn sử dụng chín cái giới từ này với accusative và khi nào để các bạn sử dụng chín giới từ này với dative. Các bạn nhớ này, khi nào mà các bạn trả lời cho câu hỏi ở đâu vô thì các bạn sẽ sử dụng dative, tức là các bạn nhớ ở đây nó không có sự chuyển động. Và một mẹo nữa để nhận diện về mặt cấu trúc, khi mà các bạn thấy cấu trúc nó có cái dạng như sau: chủ ngữ subject cộng động từ verb rồi cộng với nơi chốn local, tức là câu này không có tân ngữ. Mình sẽ lấy một cái ví dụ: Das Buch ist auf dem Tisch. Das Buch ist auf dem Tisch. Quyển sách nằm ở trên bàn. Thì các bạn thấy das Buch là chủ ngữ, sau đó đến động từ ist, thì và đến nơi chốn auf dem Tisch. Khi đó thì chúng ta sẽ thấy là câu này không có tân ngữ đúng không? Đấy là một mẹo để cho các bạn có thể nhận diện rõ hơn khi làm bài tập ngữ pháp. Còn khi các bạn định nói một câu hoặc là định viết một câu thì các bạn cứ nhớ là có chuyển động hay không. Quyển sách thì ở trên bàn, tức là không có sự chuyển động nào hết. Vì thế mà cái phần sau giới từ auf các bạn sẽ phải biến đổi theo dạng dative, tức là mạo từ der, das thì chuyển thành dem, mạo từ die thì chuyển thành der và số nhiều die thì chuyển thành den. Ngoài ra thì cũng có một cách nữa để ghi nhớ, đó chính là năm động từ
Sein thì ở. Stehen, đứng. Liegen, nằm. Stecken, giấu. Sitzen, ngồi. Sau các động từ này thì thành phần chỉ nơi chốn, tức là thành phần đứng sau giới từ sẽ ở dativ. Mình sẽ lấy một cái ví dụ. Das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Bức tranh đang treo ở trên tường. Thì các bạn thấy là sau động từ hängen, tiếp theo là đến giới từ an và die Wand đã được chuyển thành der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Hoặc là das Buch steht im Regal. Das Buch steht im Regal. Quyển sách đang đứng ở trong kệ sách. Tại sao lại sử dụng từ đứng? Bởi vì những cái đồ vật mà nó theo chiều thẳng đứng, theo phương thẳng đứng thì các bạn sẽ sử dụng động từ stehen. Còn những cái gì mà các bạn đặt nó nằm xuống thì các bạn sẽ sử dụng động từ liegen. Nếu như con búp bê ngồi ở trên giường hoặc là ngồi ở trên bàn thì chúng ta sẽ sử dụng động từ sitzen. Die Puppe sitzt auf dem Tisch. Die Puppe sitzt auf dem Tisch. Một cái gì đó được giấu vào trong một cái không gian nào đó. Mình lấy ví dụ như chiếc điện thoại được giấu vào trong túi quần hoặc là được nhét vào túi quần thì người ta sẽ sử dụng động từ stecken. Das Handy steckt in der Hosentasche. Das Handy steckt in der Hosentasche. Như vậy tóm lại, các bạn sẽ căn cứ vào những đặc điểm sau đây để các bạn xác định là cái thành phần đứng sau chín cái giới từ này ở dative hay là accusative. Mình vừa mới nói về trường hợp ở dative thì các bạn sẽ căn cứ vào cấu trúc. Cấu trúc là S, subject, cộng verb, cộng động từ. Và sau đó là đến thành phần chỉ nơi chốn luôn, tức là nó không có tân ngữ. Thì thành phần chỉ nơi chốn này sẽ phải là ở dative. Thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào năm cái động từ mà mình vừa mới nêu. Vậy khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng accusative? Nếu như các bạn đã học phần perfect thì các bạn nhớ là có những cái động từ chuyển động, nó mang tính chất là chuyển động từ một địa điểm A đến một địa điểm B, tức là nó có sự thay đổi vị trí đúng không? Trong phần này chúng ta cũng áp dụng kiến thức đó. Ví dụ như khi mà các bạn cầm quyển sách và các bạn đặt quyển sách lên trên bàn thì tức là quyển sách có sự thay đổi vị trí từ trên tay các bạn xuống mặt bàn. Do đó mà cái thành phần sau cái chín cái giới từ này người ta sẽ phải sử dụng ở accusative. Mình sẽ lấy một cái ví dụ nhé. Ich lege das Buch auf den Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch. Tôi đặt quyển sách lên bàn. Thì các bạn thấy là der Tisch ở đây đã được chuyển thành den Tisch, tức là ở accusative. Còn ở ví dụ trên ở phần dative thì các bạn sẽ thấy là mình nói là auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Còn ở trong phần accusative là Ich lege das Buch auf den Tisch. Các bạn đã thấy rõ sự khác nhau chưa ạ? Và cũng như là ở phần dative thì trong phần accusative chúng ta cũng có thể phân biệt dựa theo cấu trúc. Có nghĩa là các bạn thấy cấu trúc câu là chủ ngữ này, cộng động từ, cộng một cái tân ngữ, rồi mới đến nơi chốn. Tức là chúng ta sẽ có là subject, verb, object und Lokal. Mình sẽ lấy một cái ví dụ. Ich stelle das Buch in das Regal. Ich stelle das Buch in das Regal. Thì các bạn thấy là ich là chủ ngữ, stehlen là động từ, das Buch là object và tiếp theo là nơi chốn, in das Regal. Thì cái phần in das Regal các bạn sẽ phải để ở accusative. Das Regal thì sang accusative vẫn là das nên chúng ta sẽ có là in das Regal. Nhưng mà thực tế thì người ta sẽ nói là ins regal. In das thì sẽ được nói tắt hoặc là viết tắt thành ins. Và các bạn tất nhiên cũng có thể phân biệt theo động từ. Như lúc nãy thì chúng ta đã có 5 động từ để đi với dative, thì bây giờ chúng ta cũng có 5 động từ để đi với accusative. 5 động từ đó cũng hơi na ná giống nhau. Động từ thứ nhất là động từ stehlen, có nghĩa là đặt một cái gì đó theo phương thẳng đứng. Động từ thứ hai là động từ liegen, đặt một cái gì đó theo phương nằm ngang. Động từ thứ ba là động từ setzen, đặt cái gì theo tư thế ngồi.
Động từ thứ tư là động từ stecken, có nghĩa là các bạn giấu cái gì đó vào trong một cái gì đó. Và động từ thứ năm chính là động từ hängen, tức là bạn treo cái gì đó. Ví dụ như tôi treo bức tranh lên tường. Ich hänge das Bild an die Wand. Các bạn có thể nhớ là ở cái phần trước mình nói là das Bild hängt an der Wand, đúng không? Khi đó thì các bạn sẽ thấy là das Bild là chủ ngữ và cái thành phần câu sau giới từ sẽ là an der Wand, tức là ở đa dativ. Nhưng ở câu này tôi treo bức tranh lên tường thì ich là chủ ngữ và das Bild đã trở thành object, tức là tân ngữ. Ich hänge das Bild an die Wand. Và an die Wand chứ không phải là an der Wand. Ngoài ra thì trong phần này cũng có một số chú ý. Không hẳn lúc nào các bạn cũng căn cứ theo nghĩa của nó là phải đứng sát bên thì các bạn mới sử dụng là an. Còn đứng tách ra một chút thì phải dùng là neben. Trong tiếng Đức có một số cách diễn đạt mà người ta luôn luôn nói như vậy. Ví dụ như khi ai đó đang đứng ở cửa thì người ta không nói là neben der Tür mà người ta sẽ nói là an der Tür. Jemand steht an der Tür. Ai đó đang đứng ở ngoài cửa. Hoặc là khi mà các bạn dừng xe ở chỗ lên xe đèn đỏ thì người ta lại không nói là neben der Ampel mà người ta sẽ nói là an der Ampel. Das Auto steht an der Ampel. Hoặc là khi các bạn chờ xe buýt thì người ta không có nói là ich warte in der Bushaltestelle hay là unter der Bushaltestelle mà người ta sẽ nói là ich warte an der Bushaltestelle. Ở bến xe buýt là an der Bushaltestelle. Hoặc là các bạn đã học là phía trên có tiếp xúc thì chúng ta sẽ dùng là auf, phải không? Thế nhưng nếu như các bạn nói là căn hộ B ở phía trên của căn hộ A thì các bạn lại không nói là auf mà các bạn sẽ nói là über. Die Wohnung B ist über der Wohnung A. Đó là một số những cái lưu ý khi mà học cái phần giới từ này. Ngoài ra thì giới từ của Đức mình cảm thấy cũng khá là khó và phức tạp. Vì vậy mình khuyên các bạn là các bạn nên khi mà các bạn học bài, các bạn thấy một cái cách diễn đạt nào đó hay, các bạn nên ghi vào một cuốn sổ tay và học theo cách diễn đạt của họ. Ví dụ như họ đi trong mưa, họ sẽ nói là im Regen. In dem Regen. Ich gehe gern im Regen spazieren. Hoặc là tôi nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời. Tiếng Việt mình nói là dưới ánh mặt trời nên các bạn hay có xu hướng nói là unter der Sonne. Nhưng thực ra không phải, mà người Đức sẽ nói là ich liege in der Sonne. Mình hy vọng là video này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề chín giới từ đi với dative và accusative trong tiếng Đức. Chúc bạn học tiếng Đức tốt nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Vielen Dank, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.